Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Sa Cát. Quý vị thân mến, cuộc đời của mỗi con người trong kiếp nhân sinh có thể nói là vui thì ít mà đau thương thì nhiều. Tuy nhiên, nếu chúng ta biết nắm bắt được chính xác thời điểm mà vận may của mình tới, thì một bước thăng hoa, tiền bạc của cải ùn ùn kéo về nhiều không đếm xuể. Đó chính là vận số may mắn của năm con giáp trong chương trình ngày hôm nay. Xin bước vào ngày 11 tháng 10 âm lịch tới đây, họ sẽ may mắn được thần tài ban lộc, cuộc sống giàu sang, phú quý, bùng phát nhanh chóng mặt. Sự nghiệp thăng tiến, làm gì cũng có quý nhân giúp đỡ, tiền tỷ cầm tay, trúng số liên tục, mua biệt thự, xe sang, giàu có nhất vùng nhờ nắm bắt được những cơ hội ngàn vàng này. Xin mời quý vị cùng theo dõi video mà chúng tôi sẽ chia sẻ ngay sau đây để biết được đó là những con giáp nào và cơ may nào đã đem đến cho họ những vận may đến như vậy. Cách nhận biết vận may như thế nào và ra sao, và mình có cơ hội đổi đời như những con giáp này hay không? Xin mời quý vị cùng theo dõi chi tiết ngay sau đây. Một tuổi Sửu. Tam hợp giúp con giáp tuổi Sửu có cái nhìn nghiêm túc hơn về các mối quan hệ của mình, cụ thể là với nửa kia. Đã đến lúc bạn và đối phương cùng trò chuyện về những dự tính trong tương lai và đầu tư nhiều hơn trong việc gắn kết tình cảm. Thiên ấn là tín hiệu cho thấy thời gian này sẽ là lúc để tuổi Sửu hoàn thành các dự án sáng tạo của mình. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bạn phải vùi đầu vào công việc. Thay vào đó là hãy lồng ghép thêm cả thời gian thư giãn và vui chơi. Chúng sẽ giúp khơi gợi óc sáng tạo bên trong bạn. Tình hình tài chính đã ổn định và đang ngày càng tốt lên, giúp bản mệnh có cuộc sống khấm khá hơn. Tuy nhiên, có thể vì làm lụng quá nhiều, vất vả trong thời gian dài vừa qua nên sức khỏe của bản mệnh đang giảm sút. Kim thủ tương sinh cho thấy sức khỏe của bản mệnh rất tốt, nhưng áp lực tinh thần cũng đã lùi xa. Nếu ai đã có duyên với việc tập luyện thì nhớ duy trì, vì đó chính là thứ mang lại lợi ích thực tiễn nhất cho bạn lúc này. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Sửu cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 2. Tuổi Dần. Các chuyên gia tử vi tâm linh cho biết nhiều cục diện chính tài mang lại niềm vui cải thiện tài chính của con giáp tuổi Dần. Có thể thấy những việc bạn làm suốt nửa đầu năm nay đã bắt đầu có kết quả khi có được khoản thu nhập gia tăng. Tuy nhiên, để có nhiều tiền hơn nữa, bạn vẫn phải tiếp tục cố gắng hơn nữa nhé. Kim mộc xung khắc cho thấy hôm nay bạn có xu hướng khá ích kỷ, không muốn giúp đỡ người khác vì sợ bị ảnh hưởng hay liên lụy. Có thể nhiều người chê trách nhưng mà bạn hiểu rằng mình có những quy định riêng, việc gì giúp được thì bạn đã giúp, việc gì đi quá khả năng thì bạn sẽ sẵn sàng từ chối. Trong ngày này, vị trí của thai thần ở hướng đông nam phía ngoài nhà kho, tổ chim hoặc là lồng chim, do đó không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa, đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dần cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 3. Tuổi Thìn. Lục hợp mang lại cho người tuổi Thìn sự tự tin khi bạn nhận được sự ủng hộ, động viên của người thân và bạn bè. Nhờ vậy mà những việc bạn đang làm được họ tạo điều kiện tốt nhất có thể. Chính ấn nâng đỡ để cho con giáp tuổi Thìn nhận ra đây cũng là thời điểm tuyệt vời nhất để tìm thấy sự cân bằng giữa đời sống cá nhân và sự nghiệp. Hãy nhìn bức tranh tổng thể, cảm nhận xem điều gì đang thực sự cần ưu tiên, sau đó phân bổ thời gian linh hoạt cho chúng. Bạn mệnh hôm nay trở nên lạc quan, độc lập, tự chủ, đầy ắp ý chí để nghĩ tới việc mình làm gì đó mới lạ và hay ho hơn. Thậm chí có người nung nấu ý chí khởi nghiệp ở một lĩnh vực mà bản thân chưa từng có kinh nghiệm. Để hạn chế việc mắc những sai lầm đáng tiếc thì bạn nên học hỏi thêm những kiến thức thực tế đã nhé. Điều đáng khen của bản mệnh lúc này đó là thái độ nền nã, vui vẻ, luôn sẵn sàng giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Ngũ hành tương sinh mang lại những tín hiệu tích cực trong lĩnh vực tình cảm. Người độc thân có thể dễ dàng thu hút những mối quan hệ mới. Vì vậy, hãy linh động dành thêm quỹ thời gian cho những buổi hò hẹn thú vị nhé.
Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thìn cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 4. Tuổi Tỵ. Tam hợp chỉ ra rằng đây là thời điểm thích hợp để người tuổi Tỵ độc thân nắm bắt các cơ hội mới. Thế nhưng bạn cũng nên cẩn trọng và đừng quá vội vàng. Hãy để con tim và lý trí cùng đưa ra quyết định đúng đắn nhé. Dự báo một tháng mới, nhiều may mắn trong cuộc sống khi đi đâu cũng có người hỗ trợ, giúp đỡ. Về tiền bạc, những ai đi tìm kiếm lời khuyên từ các tiền bối hoặc đồng nghiệp lão làng là lựa chọn thực sự khôn ngoan. Mặt tài chính của bạn sẽ có bước tiến rõ rệt, nhất là đối với những ai có ý thức cao trong việc tìm kiếm thêm các nguồn thu nhập mới suốt nửa năm qua. Chính quan xuất hiện là tín hiệu tốt cho con đường sự nghiệp mà tuổi Tỵ đang theo đuổi. Hãy lên kế hoạch và tập trung cho mục tiêu bạn muốn đạt được trong thời gian tới, sau đó cam kết với bản thân phải thực sự nghiêm túc theo đuổi nó, bằng không công sức bấy lâu của bạn sẽ trở nên hoài phí. Kim hỏa xung khắc, khuyên bản mệnh đừng nhờ dựa vào chuyện tiền nong trong ngày hôm nay vì từ đây có thể gây ra những rắc rối. Hơn nữa, việc tranh chấp tài sản, đất đai với anh em, bố mẹ khiến nhiều người cảm thấy phiền lòng. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 5. Tuổi Mùi. Thiên ấn mang lại động lực nên tuổi Mùi trở nên vui vẻ, thoải mái hơn. Thậm chí lúc này bạn sẽ có cảm hứng tân trang lại góc sinh hoạt của mình. Một số món nội thất xinh xắn hoặc một màu sơn mới cũng đủ mang đến sự khác biệt cho căn phòng của bạn. Tài lộc khá ổn định, bạn đủ đảm bảo khoản thu chi cân đối nên không có gì phải quá lo lắng. Người làm công ăn lương nhận đủ lương theo quy định, tuy nhiên bạn đừng quá thụ động tới mức là chỉ dựa vào mỗi một nguồn thu nhập như hiện tại mà không đi tìm kiếm thêm cơ hội. Trong ngày này nên khai thác thêm các khía cạnh khác để vừa có thể kiếm tiền lại vừa cải thiện các kỹ năng mà mình đang có. Ngũ hành tương sinh cho thấy đây là thời điểm thích hợp để các cặp đôi trải lòng với nhau về quá khứ và cả những tổn thương trong thời gian qua. Sự gần gũi về mặt cảm xúc sẽ giúp hai bạn hàn gắn những vết nứt trong mối quan hệ hiện tại. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mùi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 6. Tuổi Thân. Ngày có tam hội xuất hiện, dự báo về một cuộc hội họp tụ tập với bạn bè cũ. Bạn vô cùng háo hức cho kế hoạch này vì bạn đang muốn sống lại khoảng thời gian đẹp đẽ cùng với những người bạn như thời còn đi học. Vận trình những người sinh năm Thân sẽ có chuyển biến tích cực vào ngày 11 tháng 10 âm lịch và bạn sẽ có cơ hội để thể hiện năng lực thực sự của mình trong lĩnh vực bạn đang hoạt động. Tuổi Thân nhìn chung sẽ thấy rõ những cải thiện lớn trong sự nghiệp một cách từ từ, vận may về tiền bạc và các mối quan hệ giữa các cá nhân trong thời gian này cũng được đánh giá là khá tốt. Về mặt sự nghiệp, bạn sẽ có cơ hội gặp được quý nhân hỗ trợ lúc lâm nguy khó khăn cũng như có riêng cho mình nhiều cơ hội để học hỏi và phát triển trong ngành nghề của mình. Đừng quên cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ, kiên trì nhẫn nại chờ đợi thành quả của mình gieo trồng tuổi Thân nhé. Về mặt tài lộc, nhìn chung hôm nay vận khí tài lộc khá vượng với bản mệnh tuổi Thân, đôi khi sẽ khó tránh khỏi trở ngại, tuy nhiên nhờ có quý nhân tương trợ nên mọi việc được đều suôn sẻ và êm xuôi. Cơ hội kiếm tiền xuất hiện trước mắt, liệu bạn có thể nắm lấy và khiến cho tiền đổ đầy túi bạn hay không? Chỉ cần có sự mạnh dạn cùng bản lĩnh hơn một chút, tin chắc con giáp này sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Kim khí vượng khuyên bản mệnh nên nghỉ ngơi hoặc nếu có thể thì hãy tập yoga, ngồi thiền định để có được trạng thái cân bằng. Những việc này có khả năng cải thiện rất tốt cho tình trạng sức khỏe hiện tại của bạn đấy. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thân cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an.
Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 6 con giáp may mắn nhất trong ngày 11 tháng 10 âm lịch. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.